Câu A, tìm số dư khi chia x mũ 100 trừ 2 x mũ 51 cộng 1 cho x bình trừ 1. Thì ở đây là sẽ làm bằng hai cách nha. Cách 1 nè, cách 1. Đó. Cách 1 thì các bạn nhớ đây chính là số bị chia. Đây chính là số chia. Vậy là đặt f x bằng x mũ 100 trừ 2 x mũ 51 cộng 1. Và g x của mình chính là số chia. Được chưa? Rồi, và các bạn khẳng định giúp lợ đây là bậc mấy à? Bậc 2. Được chưa? Và các bạn nhớ thêm kiến thức hồi lớp 6 thì số bị chia sẽ bằng số chia nhân với thương cộng với số dư. Đó, nhớ kiến thức. Và số dư này luôn luôn lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn số chia. Vậy số chia của mình bậc 2, xin lỗi, ở đây nhỏ hơn nha các bạn. Nhỏ hơn thôi. Vậy số chia của mình bậc 2, vậy số dư của mình chắc chắn một điều, nó phải là bậc nhất hoặc là bậc 0. Vậy số dư có thể là ax cộng b. Được chưa? Bậc nhất hoặc bậc 0. Nếu bậc 0 thì a bằng 0 nha các bạn. Ok chưa? Vậy dựa vào đây thì mình sẽ có gì ạ? Dựa vào kiến thức này nè. Thì số chia của mình, xin lỗi, số bị chia sẽ bằng là f x bằng số chia là gx nhân với thương là không có, là ghi là quy x cộng số dư là ax cộng b. Được chưa? Rồi, tiếp tục hành trình, ta cho fx bằng gx là thay bằng x bình trừ 1 nhân cho quy x cộng cho ax cộng b. Và tiếp tục ta sẽ thay tiếp luôn. Lỡ thay tiếp luôn nha các bạn. Thay luôn để cho các bạn dễ thấy. Fx này lỡ thay bằng cái này. Đây bằng cái này luôn. Vậy là x mũ 100 trừ 2 x mũ 51 cộng 1 bằng x bình trừ 1 nhân quy x cộng ax cộng b. Rồi bắt đầu nè. Bắt đầu các bạn nhìn vào cái chỗ gx giúp lỡ. Đây là phân tích nha. Chỗ này là phân tích nè. Phân tích ngay cái chỗ gx đi, là x bình trừ 1, thì các bạn giải gx bằng 0 ra. Thì 1 là các bạn bấm máy tính, 2 là các bạn giải tay x bình trừ 1 bằng 0, chuyển với đổi dấu và x bình bằng 1. Thì 1 chính là 1 bình, mũ gì à? Mũ chẵn thì có 2 giá trị và x bằng 1 hoặc x bằng trừ 1. Sau đó các bạn nhìn vào cái biểu thức này, ta sẽ thay nha, với x bằng 1, ta thay hết chỗ nào có x thay bằng số 1 giúp lợ. Vậy là 1 mũ 1, 100 trừ 2 nhân 1 mũ 51 cộng 1 bằng thay 1 vào 1 bình trừ 1 đóng ngoặc nhân quy x cộng ax, xin lỗi, đây thay số 1 luôn, cộng b. Thì tính giúp lợ này ra bao nhiêu à? Có phải ra không không ạ? Và này cũng ra không không ạ? Vậy từ đây mình suy ra a cộng b bằng 0. Tiếp tục với x bằng trừ 1, ta cũng thay vào như vậy, ta sẽ có là trừ 1 mũ 100 trừ 2 nhân trừ 1 mũ 51 cộng 1 bằng trừ 1 tất cả mũ 2 trừ 1 nhân quy. Ở đây các bạn có thể thay trừ 1 cũng được nha. Còn không thì bạn để im cũng được. Trừ 1. Thay, xin lỗi, đây là thay 1. Còn đây là thay trừ 1. Cộng A nhân trừ 1 cộng B. Rồi, tính cái này giúp lợi đi ạ. Nó sẽ ra bao nhiêu ạ? Ra 4. Còn này ra 0. Vậy là trừ A cộng B bằng 4.
Được chưa? Từ số 1, số 2, các bạn, một là các bạn giải tay, hai là các bạn có thể giải bằng bằng máy. Thì từ 1, trừ 1 và 2 là tương đương A cộng B bằng 0 và trừ A cộng B bằng bằng 4. Thì các bạn muốn giải lẹ thì các bạn có thể dựa vào cái kiến thức cấp 1 nha, là đổi lại là B cộng A, bởi vì phép cộng có tính chất giao hoán. Hồi này là thay bằng B trừ A bằng 4. Vậy có phải là dạng tổng hiệu không ạ? Thì muốn tìm số hạng thứ nhất, ta lấy tổng cộng hiệu tất cả chia chia 2. Muốn tìm số hạng thứ hai, ta lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia chia 2. Các bạn kiểm tra xem có đúng không nha các bạn. Sai chỗ này nha các bạn. Số hạng thứ nhất thì lấy tổng nè, tổng là 0 nha các bạn. Tổng cộng hiệu tất cả chia 2 nha. Còn đây cũng vậy, tổng là 0 trừ đi hiệu tất cả chia 2. Vậy mình sẽ tương đương B bằng 2 và A bằng trừ trừ 2. Và các bạn thay vào vậy số dư, số dư là trừ 2x cộng cộng 2. Bởi vì số dư của mình là AX cộng B đó các bạn. Ok chưa ạ? Đó là cách 1 nha các bạn. Cách 1. Cách 2 nha. Cách 2. Cách 2. Thì ta viết lại đề nha. X mũ 100 trừ cho 2X mũ 51 cộng 1 cho X bình chữ trừ 1. Thì ở đây các bạn phải cần chứng minh riêng. Chứng minh riêng nha. X mũ 2N trừ 1 chắc chắn sẽ chia hết cho x bình trừ 1. Cái này các bạn tự chứng minh. Bạn nào chưa biết chứng minh, comment riêng giúp đỡ với mọi n thuộc vào n sao. Được chưa? Các bạn nào chưa biết chứng minh hãy comment ở dưới là sẽ chỉ chứng minh nha. Rồi. Vậy từ đây thì mình phân tích nè. X mũ 100 nè trừ 2 x mũ 51 cộng cho 1 bằng. Đây. Đây, x mũ 100 đúng không ạ? Mũ chẵn nè. Đó, mũ chẵn nè. Vậy là x mũ 100 trừ cho 1. Đúng chưa? Trừ cho 1. À, thì hôm nay sẽ chia hết cho x bình trừ 1. Đó, tiếp tục ở đây mình phân tích ra nè. Từ từ nha, các bạn phải hiểu ngay chỗ này nha. Ở đây mình viết xuống đây đi để các bạn không hiểu. X mũ 100 trừ 1 nè. Tiếp tục thằng này phân tích ra có phải là trừ 2 nhân x mũ 51 không ạ? À, vậy ở đây mình cần đó là cần gì ạ? À? Cần thêm trừ 1 đúng không ạ? Đó. Rồi bắt đầu các bạn nè. Thấy đây trừ 1 không ạ? Thì cộng thêm 1. Để nó triệt tiêu đó các bạn. Đó, để nó triệt tiêu. Tiếp tục, hàng này phân phối vào thì có phải là ra là trừ 2x, xin lỗi đây mũ 0 nha các bạn. Xin lỗi đó là x mũ 50 nha, xin lỗi mọi người. Đó. Rồi, tiếp tục mình phân phối vào thì có phải là trừ 2x mũ 51 cộng cho 2x không ạ? Thì mình cộng cho 2x thì mình phải cần trừ cho 2x để nó quay về cái biểu thức ban đầu. Tiếp tục ở đây mình thấy hồi nãy mình cộng 1, mình từ nãy giờ mình chưa dùng không ạ? Mình cộng thêm 1. Vậy mình sẽ rút gọn lại như sau, sẽ bằng x mũ 100 trừ 1, đóng cái ngoặc vô để các bạn thấy chi hết. Đây là trừ 2 x mũ 50 trừ 1. Đây ra trừ 2 x cộng 2. Thì hàng này chia hết cho x bình trừ 1 nè. Hàng này chia hết cho x bình trừ 1 nè. Thì theo kiến thức nha. Theo kiến thức thì hàng này không có chia hết nè. À, hàng này không chia hết cho x bình trừ 1 đúng không ạ? Tại vì đây là bậc 1, còn đây bậc 2 chắc chắn không chia hết rồi. Đúng không ạ? Có chia hết không ạ? Không chia hết rồi đúng không ạ? Vậy chắc chắn đây là số dư nè. Đây là số dư nè. À, vậy dựa vào đó vậy ta kết luận vậy. Số dư
là trừ 2x cộng 2.